vừa rồi là cũng có chúng con có góp ý với cái luật là doanh nghiệp và luật đầu tư thì trong đấy là hiện nay có nhiều người kiến nghị là bỏ cái đòi nợ thuê nhưng mà thực ra bỏ đòi nợ thuê thì chính quyền có đòi nợ được đâu tòa án và các cái cơ quan thực hành chức năng ấy là người ta đã lũ bu với công việc rồi người ta không có thời gian và còn cái câu chuyện mà có người thuê và có người cho thuê nặng lãi là việc của thị trường và thị trường cần thì nhất định phải có cầu có cung và vì vậy nên là cái người mà muốn vay mà không phải thế chấp ý, thì đương nhiên anh phải chịu lãi cao chứ không thể lãi thấp được còn lãi bao nhiêu nếu mà ta hiểu là ta là phật tử ta phải hiểu rằng là nếu ta là phật tử thì người cho vay và người vay đều phải xác định người vay phải xác định trả và người cho vay phải xác định là sẽ có thể tiền đi không về và mình coi như là họ sẽ giả mình kiếp sau rồi và, và như thế tâm cho cho, cho nó nhàn chứ là vay mà cứ nghĩ người ta phải giả ấy sự rất là mệt đấy, thì còn cái cách mà thu lợi nợ thì có nhiều cách có nhiều người ấy là cho người khác vay nợ rồi mà người ta không có khả năng giả cho mình ấy thì mình sẽ cho người ta vay tiếp một lần nữa nhưng mà mình quản lý rất chặt để người ta làm ra lãi giả cho mình đấy cũng là một cách